Xin chào các bạn, mình hôm nay giới thiệu các bạn một chiếc xe, đó là chiếc Scion. Scion, nghe lạ không? Thật ra nó là chiếc Toyota 86 hay là Subaru BRZ. Nhưng mà ở thị trường Bắc Mỹ thì Toyota để ra một phân nhánh xe khác tí xíu, cái tên khác tí xíu, đó là Scion. Và chiếc này là chiếc FRS nha. Chiếc Scion FRS, nó cũng là chiếc Toyota 86 hay là chiếc Subaru BRZ. Cái điểm chung đó là cùng một platform, cùng cái động cơ 2.0 flat 4, tức là máy 2.0 mà 4 xi lanh xếp nằm ngang á, của Subaru, chứ danh của Subaru á. Thì lý do tại sao lại có một cái phiên bản xe mà Toyota rồi Subaru gì hàm mà lần vậy, là tại vì Toyota họ mua lại 10% cổ phần của Subaru, không, của công ty mẹ của Subaru, tức là hãng, tức là tập đoàn Fuji á, tập đoàn Fuji của Nhật á, tập đoàn mà sở hữu công nghiệp nặng Fuji Heavy Industry gì đó. Thì Toyota họ mua lại 10% và sau đó là nó sản sinh ra những chiếc xe, ví dụ như chiếc FRS này nè, chiếc BRZ này nè, hoặc là chiếc 86 này nè. Đó, dùng máy của Subaru, thân xe thì thân xe 86 của Toyota. Và tên lại tên là Scion FRS, ok. Vâng, và chiếc Scion FRS này là một cái phiên bản giới hạn, có số lượng sản xuất rất hạn chế, tới 1.500 chiếc lận. Khá hạn chế, 1.500 chiếc. Và được bán ở thị trường Bắc Mỹ. Và chiếc xe này tại sao nó là phiên bản giới hạn, là tại vì nó được trang bị thêm một vài cái khác lạ với những chiếc 86 khác, và nó cũng không giống với những chiếc BRZ khác, đặc biệt là bởi vì nó có thêm những cái chi tiết được TRD, tức là cái hãng mà sản xuất không kích, gọi là sao ta, TRD tức là một cái đội đua của Toyota đó, Toyota Racing Development, thì họ can thiệp vào cái xe này và trang trí thêm, gắn thêm một vài chi tiết để sinh ra cái phiên bản 1.500 chiếc Scion FRS này. Bước vô cái xe này thì ngồi thì mệt nhưng mà lái nó sướng, biết sao sướng không? Chúng ta đang ngồi như thế này, thấp lắm, ngồi rất là thấp, ngang với tầm ghế ngồi của xe máy á. Thành ra là mấy bạn nữ mà đi xe máy, đi Honda Lead, mặc váy, nhất là các bạn làm ngân hàng mà gặp mấy anh mà lái xe Scion này hoặc là những cái xe thấp như vậy thì cẩn thận, túm cái váy lại xíu. Mấy anh ngồi thấp lắm, mấy anh nhìn thấy hết luôn á. Đó là lý do tại tôi biết tại sao mấy ông ở Việt Nam mà đi mấy cái xe này đâu có sướng gì đâu, tại sao lại mua ba cái xe thấp như vậy. Tôi là người đàng hoàng, tôi đi xe bán tải gầm cao, tôi là người đàng hoàng tử tế. Mấy anh đi xe gầm thấp như vậy nè, mới là mấy anh nguy hiểm nè. Mấy anh nhịn gì, nhịn gì mà lại đi xe thấp như vậy, nhịn gì. Thôi đi giờ, đi ra đi vòng đi, leo ra cũng không có sướng đâu nha, tại vì nó không có cái tay nắm trên đây, không có tay nắm. Chúng ta leo ra bằng cách là chúng ta bám vào đây, nhấn vào. Nói chung là do là không phải là chủ xe, leo nó hơi cực. Rồi, mình đi ra ngoài rồi. Các bạn thấy là nếu như những chiếc 86 hay là BRZ thì phần đầu nó hiền hơn chiếc Scion này. Chiếc Scion này thì các bạn thấy ở đây nó có một cái clip, ha, một cái clip. Đó, thì cái clip này nó khiến cho phần đầu xe trông nó ngầu hơn, để mở thêm một cánh cửa nữa ra để cho nhìn nó gấu ha. Đó, ghê không?
nhìn như siêu xe. Nhưng mà thật ra đây chỉ là một chiếc xe thể thao hai cửa hai chỗ thôi. Để mà lên tầm siêu xe thì còn phức tạp lắm. Thì phần đầu các bạn thấy là cái đèn cũng y chang BRZ, y chang 86, không khác gì cả. Chúng ta sẽ thấy là có cái cản trước khác nè, mâm khác nè, mâm có chữ Siren nè. Và đặc biệt là hai cái mắt mèo hai bên. Hai mắt mèo này xe ở Mỹ thì được quy định là phải có cái mắt mèo này, để cho khi mà ở phương ngang á, chúng ta sẽ nhìn xe mà nó pha tới thì sẽ thấy cái đèn này nó sáng lên, cái phản quang. Còn ở đây là chúng ta thấy có một cái chi tiết của TRD họ can thiệp vào, đó là một cái chi tiết trang trí thôi. Một cái cánh gió mình nghĩ là nó cũng không tác động gì nhiều. Thật ra thì những cái thiết kế thì cũng không có thừa, nhưng mà theo mình nghĩ là không có gì khác đâu. Rồi, ở phía sau này thì chúng ta sẽ thấy đó là nó có thêm một cái cánh trên đây, cánh gió trên đây. Wow, và nếu như sử dụng ở điều kiện đường xá Việt Nam thì cái cánh trên đây nó sẽ khiến đọng nước nè, nó đọng nước trên đây nè, và nó bị móc cái nước sơn. Và đặc biệt trên chiếc xe này nó có một điểm đặc biệt đối với những cái xe khác, đó là gì? Bô của TRD làm, cho nên là chúng ta thấy là nghe cái tiếng nó rùm rùm rùm. Và cái tiếng inline 4 thì nó không phải inline 4, flat 4, tiếng flat 4 thì nó sẽ có cái tiếng nó khác với tiếng inline. Giờ mình sẽ nẹt bô nhẹ nhẹ cho các bạn nghe. Nghe nó flat hơn, nghe nó âm thanh nó phẳng hơn, nó không có hú rú lên như là máy inline 4. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng lái một vòng chiếc Siren FRS này nhé. Thì cảm giác của nó chắc chắn là nó sẽ giống với lại BRZ hay là giống với lại 86, chắc là giống. Bây giờ mình sẽ lên lái thử ha. Bước vào thì nó dễ hơn, nhưng mà bước ra thì nó hơi khó, thiếu nó tay nắm. Đó, bước vào nè. Rồi, ngồi vậy thôi. Đồng hồ thì khá là đẹp. Và đặc trưng nhất của xe Mỹ là gì? Đặc trưng nhất của xe nhập từ thị trường Mỹ đó là cái bản đồng hồ này. Nó ưu tiên thể hiện cái đồng hồ mai ha, không lên 160 mai nè, nó ưu tiên hơn. Còn cái vòng km này nó nằm ở trong, thì chúng ta chỉ nhìn cái vòng ở trong thôi, không nhìn cái vòng ở ngoài. Và đây là một cái xe nó cũng là gọi là xe thể thao, cho nên là họ ưu tiên cái đồng hồ tua máy nằm chính giữa. Và chiếc xe này thì sử dụng cái khối động cơ của Subaru 2.0, phun xăng trực tiếp, công suất 200 mã lực và hộp số 6 cấp, tùy chọn số sàn hay số tự động, và phiên bản này là số tự động ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng ra hay lái một vòng đi. Động cơ cần coi không ta? Chắc không cần coi đâu, các bạn coi động cơ thì lên mạng coi. Giờ lái một vòng, cửa kính auto một chạm hai bên luôn. Kính thì như xe thể thao nó không viền. Rồi bây giờ mình sẽ lái thử cái xe này. Nhớ cài dây an toàn vào nha. Tôi thấy có nhiều ông là cứ dây an toàn là cứ gài ra phía sau, không có an toàn. Dây là dây an toàn là để an toàn, mà mấy ông gài cái đó là không an toàn. Rồi, xe đẹp quá anh. Cảm ơn anh. Đi cái xe này ngoài đường, cái xe này nó có một đặc điểm đó là ở phiên bản này thì tất cả 1.500 chiếc đều được sơn màu vàng. Màu vàng này được kêu là màu vàng du hay là du si hay là su si gì đó. Nói chung là các bạn search Google đi, mình không nhớ lắm cái tên màu vàng này. Cần số thì cũng giống như những cái cần số khác của Toyota ha, zig zag. Và cứ nhìn vào cứ tưởng là số sàn, nhưng mà không, đây là số tự động. Và cái cần số này cũng được khắc chữ TRD nè, TRD nè. Rồi, vô lăng bọc da và có cái chỉ đỏ chính giữa để chúng ta có thể canh cái vô lăng dễ hơn, cũng giống như những cái xe thể thao khác. Và cảm giác đầu tiên khi mà leo lên lái cái xe này đó là vô lăng khá là nặng. Vô lăng khá là nặng, vô lăng hơi nặng ấy. Tay mình mới chạy mô tô xong rồi nó hơi sổ sổ cơ, cho nên là lái mà mình thấy nó hơi ê ê là biết vô lăng nặng rồi. Chứ bình thường mình lái chiếc VinFast nhẹ hiu như là vô lăng đồ chơi, rất là nhẹ. Vô lăng này cũng dễ thương ở chỗ đó là mặc dù chỉ là ba chấu rất cơ bản, nhưng cái cách
để cái logo Scion vô nhìn nó sang hơn, nhìn nó đẹp, nó sang. Và ưu thế của những chiếc xe này là gì biết không? Nó nhỏ. Cái gì kêu vậy ta? Cái xe này nó nhỏ cho nên là khi mà lái là nó sướng lắm. Wow, có chiếc Boxer kìa. Xe ổng, xe Boxer GTS đó không có thấp như chiếc này đâu. Chiếc này là phiên bản TRD thì phiên bản giới hạn này thì nó còn được TRD can thiệp vào hệ thống phuộc cho nên là cái xe này nó còn thấp hơn bình thường nữa. Rất là thấp. Và chiếc xe này chủ xe mới mua về đi có mấy tháng à. Chắc vợ chửi quá, phải bán. Chủ xe mình cũng quen luôn. Rất là dễ thương. Dễ thương cho nên mới cho mình mượn xe. Đạp ga thì cái xe này là một cái xe mà khi đạp ga vô là các bạn sẽ bị sốc. Tại vì cài xích beo vô nha bạn quay phim. Đó. Khi đạp ga chiếc xe này là các bạn sẽ bị sốc. Rất là sốc luôn. Tại vì nó yếu quá. Sốc tại vì nó yếu quá. Trời đất ơi, cái xe gì mà nè. Giọng hết ga luôn, cái người mình cũng không có xi nhê, không có nhích gì hết. Vui lắm. Vui lắm. Xe này được cái là lái vui, lái thấy rất là vui. Vui là tại vì người ta dòm nhiều quá. Đó, anh taxi đang chạy bu lên tại vì chắc là lên ngắm xe nè. Ồ, cái đầu anh khách ngồi sau ngó ngó chắc là muốn lên ngắm xe đúng không? Yên tâm, xe này đi là ngoài đường là không dám đi khách sạn luôn tại vì nó nổi quá. Nói gì nói, mặc dù là thương hiệu Scion là một cái thương hiệu các bạn không biết nhưng mà các bạn hãy coi nó là Toyota đi. Tại vì nó cũng không khác gì Toyota 86 đâu. Thường xe thể thao thì các bạn sẽ thấy đó là mặt đường nó sẽ phản hồi lên vô lăng nhiều, nhưng mà trên xe này là vô lăng các bạn cầm vô là không có cảm giác mặt đường. Cảm giác nó rất là cứng, nó không có phản hồi mặt đường lên. Nhưng phản hồi mặt đường nó vô cái lưng, tức là do cái thân xe này nó cứng á, gầm thấp và cứng, dẫn đến là bao nhiêu cái cảm giác của mặt đường là nó lên trên lưng ghế hết. À, bây giờ mình đang chạy đường trong Phú Mỹ Hưng thì không chạy nhanh được, nhưng mà vẫn cảm giác được là cái vô lăng nó vui vui, chạy thú vị, chạy thích lắm, dễ thương. Còn mạnh thì không, mạnh thì xin thưa là không, nó không có mạnh đâu, nó cũng vừa phải, vừa phải. Gọi là cái xe này mang cho mình cái cảm giác gọi là fun to drive, tức là lái thì thích, chứ còn lái mà cảm thấy sốc nổi như siêu xe thì không, không mạnh đâu, không gọi là ghê gớm. Và về cái trải nghiệm cầm lái của những chiếc xe này thì cũng xin nói với các bạn đó là bởi vì đây là một cái xe nó mang tố chất thể thao cho nên là cái ghế nó rất là ôm người, và cái ghế nó, cái mút nó mỏng cũng như là nó cứng, cho nên là nếu các bạn ôm cái xe này mà lái đi xa thì hơi cực à, hơi đau lưng. Theo như mình là nếu như mà lái đi đường xa thì con này lái còn tệ hơn Camry, ngồi Camry sướng hơn. Chỉ được cái đi mình á, cảm giác là nó gác tay lên trán vậy nè. Rất đẹp trai, cảm giác là nhìn là biết chủ xe đẹp trai rồi. Chứ còn nói là sướng thì không sướng, cũng giống như mấy anh mà đi mô tô á, nhìn thì ngầu, nhìn thì gấu gì đó, nhưng mà trong háng là mồ hôi không. Anh đi mô tô là nhìn là gấu lắm, nhưng mà thật ra là mồ hôi mẹ, mồ hôi con đang trong áo, trong quần, trong đùi. Đó. Nỗi niềm không của riêng ai mà không ai thấu hiểu được. Chỉ có người cầm lái mới thấu hiểu được. Thì vâng, nói lan man nãy giờ thì bây giờ mình xin phép nói tí xíu về cái xe nữa. Cái xe này là phiên bản nhân động cầu sao. Và TRD họ can thiệp vào, đâm ra là nó có cái tiếng bô lái, nó cảm giác nó thích thú. Mình lại quên nữa rồi, xi nhan không có một chạm. Cảm giác nó lái nó có tiếng bô thì nó thú vị, nó thích thú. Và về cái sức mạnh thì cũng không gọi là mạnh. Tuy nhiên là
theo như chủ xe chia sẻ thì cái xe này nó rất là tiết kiệm. Rất là tiết kiệm, tại vì sao? Dù gì thì mấy Boxer cũng như là dung tích xi lanh chỉ có 2 chấm thì muốn hao cũng không hao được, nó không có turbo. Nếu có turbo thì nó sẽ hao. Đó, cũng cùng cái máy Boxer 2 chấm đó thì trên Subaru họ làm cho rất là nhiều xe. Đó. Bây giờ mình đang chạy độ 50 nè, các bạn thấy người mình nó lắc không? Đó. Tuy nhiên là cái cảm giác mà nếu như các bạn đạp lúng sàn á thì không thấy nó mạnh, nhưng mà nó cho cái cảm giác bốc ở ga đầu theo kiểu là đi trong đường phố á, mà đạp nhẹ lên, nó nháy nhẹ lên thì nó chuyển số mượt và nó mạnh đúng kiểu Toyota. Nó không có nổi mà lì lì. Tuy nhiên ở ga sau thì gần như là không có gì gọi là ghê gớm cả. À. Đó, qua ổ gà là nhảy như ngựa luôn. Tiếng bô thì cho mình cái cảm giác là làm thấy ghê, tiếng bô làm thấy ghê. Thật ra là không có gì. Nhưng mà lái thì vui. Lái thì vui, và đặc biệt là đi cái xe này ở ngoài đường thì các bạn sẽ được nhiều người nhìn lắm. Nhiều người nhìn lắm. Mấy em gái nhìn mình kìa. Đó. Đừng nhìn mình nữa, mình có vợ rồi. Đừng nhìn mình nữa. Đó. Nói chung là vậy, nhưng mà tại vì nó hiếm và nó màu nó đẹp, màu vàng rất là đẹp. Cần số thì như vậy, và phanh tay thì nó là một cái phanh tay rất là to, phanh tay nó dài hơn một gang tay của mình luôn. Phanh tay rất là to, thì nhiều người nói là để rip, thì theo mình thì nó cũng dễ rip thật đấy. Nhưng mà với cái thế này thì cũng dễ rip đó. Và những cái xe nhỏ đòn ngắn như thế này thì rất là nhiều người chọn mua bởi vì họ muốn lưu giữ một cái điều mà ở Việt Nam chúng ta chưa có văn hóa, đó là mình thấy là có một cái hội xe Nhật mà hai cửa, đó là hội GDM. Đó. Thì cái hội GDM này cũng phát triển khá mạnh bởi vì nhiều người thích cái dòng xe Nhật đã đi vào huyền thoại, gọi là xe huyền thoại của Nhật, ví dụ như 86 rồi Nissan GTR rồi. Nhưng mà có cái vấn đề lớn nhất đó là bởi vì xe hiếm quá, và mặc dù chiếc Scion FRS này cũng như là 86 thì ở nước ngoài nó không có mắc, thật sự nó không có mắc, nhưng ở Việt Nam nó không phải là một chiếc xe để chúng ta xài, mà nó rõ ràng một chiếc xe chơi. Các bạn nghĩ đi, hai chỗ ngồi, à không, bốn chỗ, hai chỗ kia coi như là không có, tại vì ngồi không được đâu. Các bạn đi ngoài đường thì nó cũng không có được sướng, gầm thì thấp. Thì nó chỉ là dành cho những bạn nào cũng có kinh tế khá giả và yêu thích cái dòng xe này thì mua về một phần nào đó là để sưu tầm. À, trên này có còn có nút là chỉnh Sport nè, để chuyển qua Sport thôi coi. Ghê không? Các bạn nghe thấy cái âm thanh ghê không? Mới chạy được có 80 thôi đó. Mới lên 80 thôi đó. À, khổ của tôi đó. Có nút tắt traction control nè. Và các cái nút trên bảng điều khiển thì thích ở chỗ đó là nó gãy theo kiểu của máy bay. Nhiều người nói là kiểu giống trên máy bay. Anh nào làm phi công vui lòng xác nhận giùm mình là mấy cái nút trên máy bay nó có giống vậy không. Wow, nhiều người dòm quá. Chào chú, xe đẹp không chú? Đẹp hả? Dạ, cảm ơn chú. À, bây giờ chúng ta thử nháy nhẹ coi. Vô lăng thì rất là chắc nha. Ồ, cái cảm giác cái xe này đó, nó bị cái đó là cái biến mô nó gây hao công suất. Tức là đạp vô thì cái số nó có số, nó đang giữ số nhưng mà nó không bắt, mà nó hơi tuôn tuôn. Bây giờ bạn quay phim đang không sử dụng cái hệ thống chống rung nữa thì các bạn sẽ thấy là cái xe này nó sốc như thế nào. Đó, bây giờ mình chuẩn bị qua một cái gờ trên đường cao khoảng 1 cm. Các bạn thấy người mình nó lắc không? Và đó thì được gọi đó là cảm giác mặt đường. Cảm giác mặt đường thì đi xe thể thao mà không có cảm giác mặt đường thì không gọi là xe thể thao. Nhưng mà
nó là ưu điểm đối với đường nước ngoài, ở Việt Nam thì đường nào nó cũng vậy hết, nó không có phẳng, có bao nhiêu cảm giác mặt đường là nó lên trên người mình biết hết. À, cái điểm khen nữa đó là cái xe này không có nghe tiếng ồn gầm, tiếng ồn từ dưới gầm lên mình không có nghe thấy nhiều, một phần là do có tiếng ồn của bô nó che hết rồi. À, mà lái thì cảm giác rất là vui, cảm giác là không giống bất kỳ bạn đang lái một cái xe nào thật. Bạn đi Mercedes, bạn đi Mercedes 4 tỷ mấy ha, bạn đi Jaguar, bạn đi Maserati, chả ai giờ thật, hứa với bạn luôn, ở Sài Gòn thì đi mấy xe đó chả ai thèm nhìn. Và bạn đi một chiếc xe màu vàng chanh như thế này nè, giữa đường Sài Gòn nè, các bạn sẽ thấy là người ta giờ mình rất là nhiều, không trốn đi đâu được hết, đeo kiếng vô, ai cũng biết mình cả, nhìn là biết ngay, ai cũng nhìn cả. À, quẹo với cô ấy nè. Wow, bám sát lấy mặt đường, cảm giác nó dính chặt lấy mặt đường. Bởi vậy nhiều người dùng cái xe này độ máy đi đua. Chiếc 86 này thường ở nước ngoài, ở Mỹ là người ta hay độ máy đi đua, ở Việt Nam thì đua với ai. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đem đi trả chiếc xe này cho chủ xe, và nó sẽ phát sinh ra một cái vấn đề rất là lớn luôn. Xe này gầm nó thấp, và khi mà đi gầm thấp á, thì ngoài kỹ năng lái xe thì các bạn phải có một cái kỹ năng đi lên đường dốc ha, đó là đi xéo lên, không đi thẳng lên. À, bây giờ cái dốc nè, đi vào sảnh nè, bạn sẽ đi hơi xéo xéo lên xíu. À, các bạn thấy khe nghiêng chưa? Rồi, ở trên này nó sẽ có một cái gờ ha, các bạn tuyệt đối không đi thẳng lên, nó sẽ cạ. Các bạn thấy không? Các bạn hãy móc hơi xéo xéo một xíu, xéo xéo xíu, không cả. À, rồi vô. Khi lái xe này thì nó không dành cho những người trình độ thấp đâu, tại vì các bạn sẽ phải canh rất là khéo, bởi vì cái góc khuất của nó nhiều lắm. Đấy, mình phải hơi ngóc lên để nhìn. Rồi có camera dê luôn. Wow, cái này chắc chắn là cái đầu này là đầu thay vô nè của bên Vũ Khoa Workshop Autobit chắc luôn, đầu Pioneer. Máy lạnh thì rất là mát, đây cái nút bấm này chỉnh máy lạnh hai bên nè ha, nút mở van bô không có, nhiệt độ này là tính theo độ ép của bên Mỹ nè, 65 này tính theo độ ép nè, gió nè. À, cái này là chắc chắn là họ tính theo độ ép. Việt Nam mình là chỉ nấc số 1, số 2, số 3 gì đó thôi. Rồi bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem một cái điều ít ai làm, đó là leo ra băng sau ngồi cái xe này. Rồi bây giờ mình chuẩn bị leo ra băng sau, mới bỏ giày ra cho sạch sẽ, leo ra băng sau nè. Ở trên này là không có khoảng để chân ha, để mà người ngồi phía trước ngồi thoải mái thì ở đây không có khoảng để chân, mà người ngồi phía sau là phải ngồi giày. Nếu mà ngồi bốn người là các bạn bên kia sẽ ngồi ngược lại để chân qua đây. Đây là ngồi băng sau, xe này chỉ dành cho hai người thôi, không không dành cho bốn người đâu, ba người cũng ok. Ba người ngồi ngồi giày thì đi đường xa nó hơi hơi khổ chút, leo vô cái tự nhiên nó mệt đó. Rồi ngoài sau này thì các bạn thấy không, cái không gian nè chính giữa này là mất một cái cục gì đó, chỗ ngồi không có, coi như là không có cái thế để chân luôn, chân phải buộc phải để qua đây. Thì cái hai ghế sau này cho em bé ngồi cũng không được nữa, cho con nít ngồi cũng không được nữa, chỉ cho em bé nhỏ nhỏ ngồi thì nó người nó dẻo nó ngồi sao cũng được. Còn như mình thì đúng là thua. À, cái vải của họ sử dụng cái vải đã lắm nha, rờ nó rất là thích nha. Vải thôi, không phải là Alcantara, như là vải
nhưng mà cho cái nhìn vào thì tưởng là Alcantara, nhìn vô tưởng Alcantara, nhưng mà nhìn kỹ thì thấy cái vân vải nhưng mà đẹp lắm. Bây giờ mình sẽ đi ra, khỏi chỗ này đi ra. Mấy chị em nào mà có chồng đi xe này thì cứ yên tâm, tại vì thường á chồng mà chở bồ, bồ ngồi băng sau, nhưng mà trên cái xe này thì bồ sẽ ngồi băng trước, chạy ngang nhìn là thấy, nếu như không dán thêm kích nhiệt xịn. Rồi, cảm ơn đã đến với Sư Việt Nam. Mình là Vua Lười. Xin chào các bạn.